Thưa quý vị và các bạn, Fox News đưa tin Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus kêu gọi các nước trên toàn thế giới cùng nhau ký kết một hiệp ước đại dịch để có thể giải quyết căn bệnh ít chết người, có thể nguy hiểm gấp 20 lần so với COVID-19. Bệnh X không phải là một bệnh cụ thể, mà là tên của một loại virus tiềm ẩn tương tự như COVID-19. Nó có thể là một tác nhân mới, loại virus, vi khuẩn hoặc nấm mà chưa có phương pháp điều trị nào được biết đến. Tổng giám đốc WHO cho rằng dịch bệnh X đã thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng không phải là thuật ngữ mới. WHO lần đầu tiên sử dụng thuật ngữ này vào năm 2018. Ông Tedros kêu gọi các nước thiết lập hệ thống cảnh báo sớm tốt hơn đối với các bệnh mới và cải thiện khả năng dịch vụ y tế để đối phó với sự gia tăng bất ngờ về nhu cầu y tế. Hiện nay, WHO đã thực hiện các biện pháp bao gồm thành lập quỹ dịch bệnh và thành lập trung tâm chuyển giao công nghệ ở Nam Phi để giải quyết vấn đề phân phối vaccine không công bằng.